Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà chạy rà rô đai xe như thế nào, rồi trên chiếc BMW này thì có cần phải rô đai hay không, và rô đai thì nó có khác gì so với là những chiếc xe khác. Tính tới thời điểm hiện tại thì mình đã đi được khoảng 2.228 cây và nó đã qua cái quá trình mà rô đai. Thì đây là một cái quá trình mà chạy xe khá là khó chịu. Mặc dù là trên chiếc xe mà BMW 1000cc thì rô đai xe các bạn có thể là chạy trên 100 km một giờ, nhưng mà trong cái quá trình rô đai này tại sao mình lại khó chịu? Không phải là vì mình chạy nhanh không được mình khó chịu, mà là vì cái nhiệt độ của động cơ nó khá là nóng và cái tiếng máy của nó lớn hơn so với là bây giờ hết rô đai và sau hai lần thay nhớt. Thì cái vấn đề mà rô đai xe này á nó cũng khá là quan trọng, tại vì khi mà mình một chiếc xe mới từ nhà máy người ta bán ra cho mình á, thì người ta đã gắn thiết bị, người ta kiểm tra, người ta cho máy chạy không tải, nghĩa là chỉ có cái cục máy người ta chạy thử để người ta test thôi các bạn, chứ không phải là người ta gắn nguyên chiếc xe để người ta rô đai sẵn cho các bạn. Cái này là rất là nhiều bạn bị lầm lẫn. Thì các bạn có thể là bật lên YouTube, bật lên kiếm những cái cảnh mà nhà máy BMW người ta sản xuất xe, thì cái chỗ mà mình mới vừa nói là người ta kiểm tra cái máy xe đó, người ta sẽ cắm lên tất cả các này nọ lên, người ta sẽ chạy máy để người ta kiểm tra cái máy là nó có ok hay không, nó sẽ ra cái thông số đó, rồi xong rồi người ta sẽ ráp lên khung sườn, rồi người ta ráp toàn bộ chiếc xe người ta bán cho các bạn. Và chiếc xe lúc đó nó chưa thật sự là hết rô đai. Mình sẽ nói về chiếc Z9. Thì trên chiếc Z9 thì trong cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng, và mình nói Z9 thì nó mô tô ha, mình nói về chiếc E150 đi, mà nói về E150 thì nó cũng còn hơi lớn. Trên chiếc Quay 125cc, khi mà các bạn mua xe về á, là trong sách hướng dẫn sử dụng những cái trang đầu tiên á, lúc nào nó cũng ghi là bạn phải chạy rà bao nhiêu, cách chạy rà như thế nào cho nó đúng cách, thì ở trong sách nó đều có ghi sẵn hết rồi. Và cũng như là nhiều bạn nói với mình là khi mà mình nói về cái xe, ví dụ như cái nắp bình xăng bữa hôm nó bị cái vấn đề mà nó dễ vô nước khi mà mình vào cái xăng mình đổ xăng á, thì có nhiều bạn nói là mình chắc ông khôn hơn hãng. Thì bây giờ mình cũng lấy cái đó để mình nói lại là khi mà hãng nó ghi ở trong sách như vậy rồi thì chắc chắn một điều là chúng ta nên làm theo đó, chắc chắn chúng ta nên làm theo. Nhưng mà làm theo như thế nào? Thì chạy rà là cái quá trình mình chạy, không phải là mình để máy một chỗ mình nổ máy gọi là chạy rà, mà nghĩa là trong cái quá trình mình sử dụng mình có thể là chạy xe một cách bình thường. Ví dụ như trong sách nó ghi là mình chạy dưới 4.000 vòng ở 800 cây đầu tiên, và các bạn sẽ chạy dưới 6.000 vòng ở 1.600, từ 800 cây tới 1.600 cây là đối với xe xe là Z900. Còn đối với chiếc BMW này thì nó như thế nào? Trên chiếc BMW này nó khác so với là những cái dòng xe khác ở một chỗ là người ta đã giới hạn cái vòng tua từ khoảng 8.000 tới 9.000 vòng, và người ta hạn chế cái công suất động cơ. À các bạn, hôm bữa đó mình nói là sau sau mấy trăm cây đó là mình đi vô hãng mình thay nhớt lần đầu, với lại mở giới hạn dòng tua gì đó, thì có nhiều bạn không hiểu cái vấn đề này. Hỏi mình lại là ủa bộ nó giới hạn dòng tua, bây giờ anh mở ra full dòng tua hả? Là không đúng nha các bạn. Cái giới hạn công suất động cơ là nó như vậy nè. Ví dụ bây giờ các bạn chạy được 40 chẳng hạn đi, các bạn phải mất là khoảng từ 5 giây khi mà các bạn bị giới hạn công suất động cơ. Thì bây giờ mở hết công suất động cơ là các bạn sẽ chạy được 2 giây chẳng hạn. Đó. Thì đó là gọi là giới hạn công suất động cơ. Thì cái tốc độ của xe cái lúc đó của BMW đó là nó mình dặn ga nó lên không có nhanh. Đó, nó giới hạn cái công suất động cơ rất là nhiều. Và cái xe nè, cái BMW này nó muốn mình chạy trong cái tầm khoảng đó để giữ cái máy kiểu dạng như là mình chạy rà để cho cái động cơ nó được hoàn thiện, nó được khớp với nhau hơn đó. Đại khái là như vậy. Thì khi mà mình chạy hết 1.000 dòng cây đầu tiên thì trên chiếc BMW nó đã lập trình sẵn là bạn chạy hết 1.000 nó sẽ tự mở cái giới hạn công suất động cơ cho bạn. Thì lúc này các bạn có thể là dặn ga một cái là lên tốc độ rất là nhanh, nó không có bị ghì, nó không bị nóng máy nữa. Đó. Rồi các bạn có thể là mình mở trước cái công suất động cơ này, nhưng mà thường thường bữa đó mình mở là tầm khoảng
500 cây đầu tiên là mình đã mở giới hạn công suất động cơ rồi. Nhưng mà mình vẫn chạy nó tầm khoảng 6.000, 7.000 vòng đổ lại chứ không có chạy quá. Thì khi mà mình chạy hết cái nhớt rodai lần đầu tiên á, là mình đi tour về mình thay nhớt lần đầu tiên là mình chạy. Thì tới hiện tại bây giờ là mình chạy là full vòng tour nó là tầm khoảng 12 tới 14.000 vòng. Còn trên chiếc Z900 thì nó khác một tí, đó là sao? Người ta không có giới hạn công suất, không có giới hạn gì hết, nhưng mà người ta ghi ở trong sách là các bạn nên chạy đúng cái vòng tour đó ở khoảng 800 cây, tức là 400 cây, 800 cây đầu tiên các bạn sẽ chạy dưới 4.000 vòng. Thì cái đó giống như kiểu là mình phải tự có ý thức với lại chiếc xe của mình để mình chạy rà cho nó đúng cách. Thì trong cái quá trình mà chạy rà như vậy á, thì các bạn có thể là vào số lên số thường xuyên. Ví dụ như mình chạy một cái đường hẳn thì với cái tốc độ đều đều thì các bạn có thể là chạy số 4 liên tục. Thì bây giờ trong cái quá trình mà rodai vậy, các bạn có thể là xuống số 3 mình chạy đi xíu, xong rồi mình lên số 4 lại, xong rồi cái lâu lâu mình xuống số 3, xuống số 2 đó, xong rồi mình lại móc số lên móc số xuống như vậy, để cho cái quá trình rodai nó được rodai luôn cả cái hộp số nữa, chứ không phải là chỉ có cái máy không. Và những cái lưu ý khi mà mình rodai xe đó là mình chạy không có chạy hóc ga lên nhanh quá, không có nẹt bô hay là không có hắn gấp. Thì trong sách hướng dẫn những cái điều này là mình đều đọc ở trong sách hướng dẫn, và mình thấy một cái điểm chung là rất là nhiều sách người ta hướng dẫn như vậy đó. Còn trên chiếc BMW này thì nó chỉ giới hạn công suất động cơ, và trong sách hướng dẫn sử dụng thì hình như mình đọc là không có ghi cái vấn đề mà chạy rodai, nhưng mà người ta đã giới hạn cái công suất thẳng ở trên chiếc xe luôn. Cho dù bây giờ các bạn có muốn chạy hết công suất của nó vẫn không được ha. Cho nên là chiếc BMW này rodai nó khác hơn cái chiếc những cái chiếc khác ở cái chỗ đó. Nghĩa là nó tạo cho cái người lái, nó buộc cái người mà chạy rà nó đó là phải thực hiện đúng cái quá trình mà chạy rà như vậy. Chứ không phải giống như những cái dòng xe giá chính hay là những cái dòng xe khác là mình chỉ cần mà vừa bước chân ra khỏi hãng đổ xăng quất full dòng tour luôn. Thì nó chả có giới hạn gì hết á. Cái điểm khác biệt giữa cái xe mà rodai chạy rà ok so với là những cái xe mà không có rodai đúng cách đó là sao? Khi mà các bạn chạy trên 10.000 cây rồi thì các bạn sẽ cảm thấy là cái xe của mình nó không được im hơn xe những người khác. Ví dụ như hai chiếc xe, một chiếc là rodai, một chiếc không rodai, thì các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng. Và chiếc xe của mình đó là ngày xưa mình đi chiếc Z900 đó là mình chạy 26.000 cây, rất là im. Máy các bạn thì trong những cái video clip mà cũ rồi thì các bạn có thể lục lại và nghe cái tiếng máy nó im cực kỳ đó. So với là những cái chiếc giá chính khác thì nó kêu cam kêu cò rất là lớn. Thì cái này là cái điều mà các bạn có thể là nghe ở bên ngoài đó. Các bạn gặp một chiếc giá chính nào các bạn có thể là nghe thử coi là mình nói nó có đúng hay không. Còn trên chiếc BMW này thì mình đánh giá là cái máy của nó khá là êm, chứ không có kêu lớn lắm. Mặc dù là mình không có xài phụ gia, mình chỉ sử dụng nhớt bình thường thôi. Thì view clip muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà rodai chạy rà này đó, thì cũng mang cái mục đích là giúp cho các bạn chạy chiếc xe các bạn nó được tốt, chứ không phải là mình nói như vậy để là mình giúp cho cái xe mình chạy tốt. Tại vì sao? Mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của mình. Thì có bạn có thể là nghe, có bạn không nghe, thì cái đó vấn đề đó là tùy thuộc vào mỗi người. Còn những cái điều mà mình chia sẻ với các bạn thì nó có căn cứ, có trong sách vở hẳn hoi rõ ràng, mà bạn nào cũng có thể là xem cuốn sách hướng dẫn sử dụng đó và thử xem là mình nói có đúng hay không, hay là thằng này nó rảnh quá, nó ngồi nó nói xàm, nói nhảm đồ này nọ. Có chứng minh hẳn hoi nha các bạn. Còn cái vấn đề mà mình làm view clip á, là mình chia sẻ về kinh nghiệm về xe. Thì có nhiều bạn nói mình là sao vlog mà anh cứ quay có một vị trí như vậy. Thì thật sự ra đây mình cũng chả biết mình làm vlog hay bằng cái gì. Nhưng mà vốn dĩ là mình làm clip để mình chia sẻ về kinh nghiệm về chăm sóc xe. Thì mình nghĩ là mình không có chạy vòng vòng ngoài đường để mà quay hay là nói này nói nọ được. Cái thứ nhất á, là mình cũng không có cái thời gian nhiều để làm như vậy. Cái thứ hai là ở Củ Chi mình thì nó thật sự ra nó chả có một cái gì mà để mà có thể là chạy vòng vòng mình quay vlog mà nói chuyện hết đó các bạn. Hôm nay thì mình mới vừa đi Sài Gòn về,
và mắc mưa. Thì sẵn đây mình cũng sẽ quay sơ về chiếc xe cho các bạn thấy là chiếc xì bọt thì nó dơ như thế nào khi mà mình đi trời mưa. Mình còn để là cái đuôi zin nha, mình chưa có, mình đặt cái bảng số đúc gầm nhưng mà nó chưa về tới. Thì đây là các bạn thấy là nó dăng nè, đó dăng dơ lên tới cái yên của người sao. Và cái vị trí mà dơ nhất khi mà mình đi chiếc xì bọt này, mình đánh giá là nó chỉ dơ cái phần gấp đằng sau là nhiều thôi, và cái phần ở phía trước nè. Thì mình quay cho các bạn xem là cái đầu xe nè, cũng như là cái bẩn hai bên thì nó còn rất là ok, nó không có dơ là bao nhiêu hết á. Còn cái phần mà cái két này thì chắc chắn là nó phải có cát rồi, và ngày mai thì mình sẽ xịt nước để cho cát nó trôi, nó không có đọng ở giữa làm hư cái két của mình ha. Ngày chủ nhật thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái phuộc của Z900 nó khác cái gì so với là chiếc BMW đúc, và cái nắp bình xăng của Z900 và những cái dòng xe khác thì nó khác cái gì so với là chiếc BMW đúc. Mà khi mà mình làm video clip thì mình nói là cái vấn đề là khi mà mình đi mưa, mình vào cây xăng mình đổ xăng thì nó dễ vô nước hơn là những cái xe khác mình đã từng xài. Thì các bạn lưu ý một cái vấn đề là khi mà mình đổ xăng thì không có phải là mình đứng ngoài mưa mình đổ xăng làm sao được các bạn. Thì các bạn lưu ý ha. Và hôm qua thì mình quay clip rất là kỹ lưỡng là những cái phần nào mà nó bị đọng nước, rồi nước làm sao mà nó vô được bình xăng. Mình theo mình nghĩ là có một vài bạn coi lướt lướt xong rồi comment một cái cách mà rất là hiếu ý hức. Thì mình khuyên những cái bạn mà coi clip mà nửa vời á thì nên bật clip lên coi lại kỹ một lần nữa, là coi người ta quay như thế nào mà rồi xong rồi mình mới quay lại mình comment thì nó mới đúng. Thì ở đây khi mà các bạn mà đi mưa đó, mình chạy xe mà mưa lớn, mà mưa mưa dầm á nước nó sẽ vào, mà đóng lại ha, nước nó sẽ vào những cái rãnh xung quanh đây nè, và nó sẽ được chảy bằng cái lỗ hông này nè. Nước nó sẽ đọng xung quanh đây và nó sẽ được hót bằng cái lỗ hông này. Và cái mà để bảo vệ cái bình xăng mình tránh khỏi là nước nó tràn vào là cái ron này. Đây nè, các bạn có thể thấy cái ron xung quanh cái viền màu đỏ này ha. Thì khi mà đóng nắp lại thì cái ron này nó sẽ được ép cứng lại. Thì nước xung quanh đây mà nó có dâng cao lên nữa thì nó vẫn không tràn được vào bình xăng. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà đi trời mưa dầm, mưa lớn quá, nước nó vào đây mà nó hót chưa kịp á, khi mà các bạn mở nắp bình xăng ra thì nó sẽ có những cái nước nó đọng vòng vòng đây. Đó, nước nó đọng vòng vòng đây và nó đọng ở ngay chỗ trên cái ron cao su này nè. Thì các bạn mở ra như vậy, nước nó sẽ chảy về một cái góc ở mé dưới này. Nè, chảy về cái góc mé dưới là ngay cái đỏ này, và khi mà các bạn đậy lại thì nó nằm bên trong cái lỗ xăng nè. Đó, các bạn đậy lên như vậy thì vô tình là có một vài giọt nước nó đọng đây nè, nó sẽ chảy xuống bình xăng, và chắc chắn một điều đi mưa thì nó sẽ bị ẩm đó. Còn cái mà mình cảm quan mình nhìn thấy mà rõ nhất đó là nước nè, nó chảy xuống ngay vị trí này và nó đọng xung quanh cái ron này. Nghĩa là khi các bạn mở ra rồi thì nó đâu còn kín nữa, và khi mà các bạn đổ xăng xong rồi các bạn đậy lại thì lúc này nước từ ở trong cái ron này nè nó mới nhiễu vào trong cái bình xăng đó, chứ không phải là mình đi trời đang mưa tầm tã như vậy. Đây nè, ở ngoài trời trời đang mưa tầm tã như vậy, cái bạn chạy vô cây xăng này nó không có máy gì hết nè, nó trống trơn như vậy, cái mình đứng ngoài này đang mưa dầm thì cái mình mở cái bình xăng ra, các bạn thấy ai mà làm kiểu giống vậy không? Mà nỡ lòng nào mình quay clip mình nói á, không lẽ bây giờ mình phải giải thích giống như là mấy đứa mà học lớp 1 á, em phải vô trong nhà rồi, tại vì em ở trong nhà chứ không phải là cây xăng em không có đứng ngoài mưa, em phải có cái mái che nè mà mở ra như vậy rồi nó chảy nước, không lẽ mình phải giải thích nó tỉ mỉ tới mức độ vậy thì các bạn mới hiểu được. Mình không hiểu là những cái người mà comment như vậy thì người ta có cảm thấy là vui hay không. Tất nhiên là vào trong cái mái che rồi mình mới mở cái nắp bình xăng ra cho người ta đổ xăng, và khi mình quan sát thì mình thấy là nước nó đọng ở ngay chỗ cái vị trí ở trong cái bình xăng này nè, nó đọng ở đây nè, thì các bạn thấy là nó sẽ chảy tọt vào trong này luôn rồi chứ còn cái gì nữa. Rồi á, nước nó đọng trong cái ron này nè, rồi nó đọng ngay cái nắp này, rồi khi mình đóng lại như vậy thì cái màu đỏ này nè, từ cái vị trí màu đỏ này nè nó sẽ lọt ở trong này, thì
có phải là nước nó vô bình xăng hay không. Và cái thiết kế này á, không phải là cái nắp bình xăng này nó bị lỗi các bạn, mà là do cái thiết kế của người ta thuộc cái dạng là xe châu Âu. Người ta đâu có mưa dầm mưa về giống như mình, mà cũng không có ai mà đi xe mà giống như dạng mà của châu Á mình mà dầm mưa dầm nước mình đi đó. Và ví dụ như lâu lâu đi mưa một cái á, thì nước á, các bạn chạy các bạn chạy một đoạn nó hết mưa, nước nó vào đây nó sẽ hót qua cái lỗ này nè, nó sẽ chảy hết, ok, không vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu như các bạn mà đi một cái hành trình liên tục 40 cây, 80 cây, 100 cây, mưa liên tục, mưa không ngừng nghỉ, hoặc là các bạn dựng xe ở một cái chỗ mà nó không có mái che, nước nó cứ mưa, nó cứ nhiễu, thì nước nó sẽ chảy xuống đây. Và nó ở xung quanh đây nè, nó hót xuống không kịp. Nó hót xuống không kịp thì nước nó sẽ động ở ngoài cái ron này nè. Cái ron này nó giúp cho cái bình xăng nó không bị nước tràn vào, thì nó động vòng vòng đây. Thì tới khi mà các bạn mà vào cây xăng á, vào cây xăng mình mở ra mình đổ xăng, thì vô tình nó là nước nó động đây rất là nhiều đó. Và khi mà các bạn không chú ý, các bạn đóng nắp xăng lại, nước nó mới chảy từ đây, chảy từ cái chỗ mà màu đỏ này ha, lên cái cục đen này nó mới vào bình xăng. Và nước nó vương vãi ở vòng vòng cái miệng xăng này nè, tại vì nó rút không kịp các bạn. Hôm qua nếu như mà mình quay clip kịp á, mình quay tại trực tiếp tại cái cây xăng luôn, thì các bạn sẽ thấy được là nước nó rút không kịp thì nó mấp mé ở cái vị trí này đó, nhìn rất là ghê nha, nó rút không kịp. Thì đây là bữa nay mình giải thích như vậy là rất là tỉ mỉ. Và để ngày chủ nhật là sẽ có vài chiếc Z9 nè, cũng như là chiếc Z300 lên, thì mình sẽ quay cho các bạn xem là cái nắp bình xăng của những chiếc đó nó như thế nào, mà khi mà mình đi mưa hoặc là mình để xe ngoài trời mưa như vậy, mình đi tới cây xăng có cái mái che, mình nhắc lại là có mái che, và trong cây xăng khô ráo không có mưa, mới mở cái nắp xăng này ra, thì nó có khác gì so với là cái nắp xăng của cái chiếc BMW này của mình hay không ha. Đó. Thì tại sao mà mình lại nói cái vấn đề này mà trong Z9 mình không nói? Tại vì á, nếu như mà nó ok thì mình đã không phải nói rồi. Và cái vấn đề mình nói ở đây á, là để cho những cái bạn mà người ta đi chiếc BMW này, người ta có, người ta biết để người ta xử lý, để lỡ ví dụ như mà nước nó có động đây, thì các bạn có thể là lấy cái khăn giấy hay gì đó mình thấm trước đi, xong rồi mình đóng nắp xăng lại, thì nó sẽ không có bị nhiễu một vài giọt vô trong bình xăng. Thì khi mà nước nó vô bình xăng á, thì nó sẽ làm rỉ trong bình xăng, làm nghẹt bơm xăng, nghẹt kim phun. Và nếu mà nó nặng á, là nó sẽ bị xước piston, xước cái lồng của mình. Nước vào thì nó có nhiều cái mà để mà nói lắm. Cái vấn đề này là do cái thiết kế của người ta, chứ không phải là do cái lỗi, không phải là lỗi của cái xe đó. Tại sao? Nếu như mà lỗi của cái xe đó là nước nó sẽ vào từ ngay chỗ cái lỗ này nè, nó vào hẳn vô trong bình xăng, đó gọi là thiết kế nó bị lỗi. Còn đây là do cái thiết kế của cái bình xăng nó như vậy đó. Mình chạy xe châu Âu thì mình phải lưu ý cái vấn đề này. Thì video clip mình cũng muốn là tốt cho các bạn thôi, chứ đâu phải thật tốt cho mình. Ví dụ như mình biết mình không nói thì cũng đâu có ai trách, đâu ai làm gì mình. Nhưng mà mình là một cái người làm video clip mình khá là bức xúc cái vấn đề này hôm qua tới giờ luôn. Có những cái comment rất là kỳ cục, có nhiều comment là không có, người ta đi sao không ai nghe ai nói, không lẽ bây giờ người ta bị người ta phải phát lo lên cho bạn nghe. Mình là một cái người làm YouTube, mình làm kênh về xe, thì mình nói chuyện như vậy thì các bạn mới lên coi. Chứ còn ví dụ như một cái bạn người ta không có làm YouTube, mà người ta có cái kênh YouTube, để một cái tài khoản để người ta xem clip chẳng hạn, rồi bây giờ các bạn đăng lên là cái lượt người xem với lượt người coi nó không có bao nhiêu hết á. Cái thông điệp muốn truyền đi cho các bạn thì cũng không có ai mà coi hết, chỉ có những người mà ví dụ như người ta vô tình người ta coi, người ta tìm hiểu, người ta thấy đó. Thì hỏi tại sao mà người ta cũng đi BMW mà tại sao không ai nói, và chưa chắc gì người ta dùng BMW để người ta đi mưa giống như mình nữa đó. Và người ta cũng không có để ý cái vấn đề này. Còn ví dụ như mình đi xe, mình review xe từ cái lúc mà mình lăn bánh cho tới khi mà mình nói thật sự ra, tới khi mình không chạy xe nữa, thì nhớ những cái gì mà
nó đặc biệt về xe thì mình chia sẻ cùng với các bạn đó. Còn về cái phục này á, nếu thật sự ra mà không có bọc phục này thì còn nhiều cái để nói nữa, nhưng mà ngày Chủ nhật á thì mình sẽ tháo cái bọc phục này ra và sẽ nói với các bạn cái điểm mà cái phục này nó không tốt ở cái điểm nào so với là cái phục của Z900 mà phải bọc lại như vậy. Rất may mắn là mình đã mua cái bọc phục này từ trước, và mình nói với các bạn là cái bọc phục này mình không có bán nha. Mình không bán cho nên là mình không BR cho cái bọc phục này. Các bạn có thể là tìm mua ở đâu cũng được, hoặc là các bạn mua loại khác mình không biết. Nhưng mà mình đang nói về cái cây phục này, và cái bọc phục này mình không bán và mình sẽ không bao giờ bán. Đó. Lý do tại sao mình không bán, tại vì mình rất là ghét cái vấn đề là giới thiệu cho các bạn, có một vài người người ta nói là ông này ông BR sản phẩm ông bán. Cho nên là thật sự là rất là tiếc cho những cái bạn nào mà muốn mua cái bọc phục này thì thật sự mình không bán luôn. Đó, để tránh người ta nói mình là làm clip để quảng cáo để bán đồ thì mình không bán cái này luôn. Đó. Thì hẹn với các bạn là Chủ nhật mình sẽ làm clip về cái vấn đề bình xăng. Mình sẽ so sánh nắp bình xăng của những cái xe khác và cái phục của chiếc này với chiếc Z9. Tại sao chiếc Z9 mình đi mình không có bọc, không bao bọc gì hết mà nó vẫn an toàn, mà cái xe này nếu mà không bao bọc thì nó sẽ bị hư như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình. Mình khá là bức xúc cho nên là mình nói hơi nhiều ha.